Bức TV vào khung giờ này, bà con hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nông nghiệp trong bản tin 365 ngày chuyển động. Hôm nay, bên cạnh thông tin không khí mưu sinh của nông dân miền Tây cuối mùa nước nổi, để bà con tìm hiểu hơn về các vùng miền của mình, chúng tôi còn cập nhật tình hình sản xuất ứng phó thời tiết và dịch bệnh trên cây trồng của nông dân Lâm Đồng. Mời bà con và quý khán giả điểm qua cùng chúng tôi thông tin hôm nay. Nhộn nhịp cá đồng ra sông cuối mùa nước nổi ở miền Tây, nông dân tìm thêm những mẻ cá đồng tươi ngon kiếm thêm thu nhập. Nuôi cá lóc và ếch kết hợp, mô hình hiệu quả ở miền Tây. Đà Tẻ hỗ trợ nông dân gần 7 tỷ đồng chuyển đổi cây trồng phù hợp, nâng cao thu nhập nhà nông. Thủ phủ rau hoa, nông dân đau đầu quản lý bệnh sương mai trên cây họ cà. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp vàng óng ánh của hoa muồng ở Tây Nguyên. Thông tin quản lý chặt thị trường thanh long của ngành chức năng Bình Thuận sẽ mở đầu thị trường nông nghiệp trong ngày hôm nay. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị liên quan cần tăng cường công tác quản lý đối với người nước ngoài núp bóng kinh doanh thanh long trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Nguyên nhân là từ đầu năm 2017 cho đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 100 thương lái nước ngoài thường xuyên đến địa phương quan hệ với các cơ sở doanh nghiệp để thu mua thanh long xuất khẩu về thị trường Trung Quốc. Trong đó thì chỉ có 41 trường hợp là có giấy phép lao động. Số còn lại là tuy sử dụng thị thực doanh nghiệp nhưng mà chưa được cơ sở có thẩm quyền cho phép. Các trường hợp này vẫn hoạt động lén lút thu mua thanh long, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, do đó gây khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra và xử lý. Kính thưa bà con và quý khán giả, dâu tằm, mía đường, tre tằm dông, tràm lấy gỗ và càng trái, đó là những loại cây trồng được ngành chức năng huyện Đà Tẻ, tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo nông dân chuyển đổi thay cho diện tích điều kém hiệu quả. Huyện sẽ phân bổ 7 tỷ đồng cho các xã để thực hiện chuyển đổi sớm giúp nông dân nâng cao thu nhập trong điều kiện vườn điều đang già cỗi sau bệnh mất năng suất. Theo đó, mức hỗ trợ cho một hộ nông dân trồng cây dâu tằm, mía đường, cao su, tre tằm dông tối đa là 5 triệu đồng, cây tràm lấy gỗ, cây ăn trái là 4 triệu đồng. Diện tích hỗ trợ chuyển đổi tối đa là với một hộ dân 2 hectare. Tổng diện tích chuyển đổi là 1.379 hectare, trong đó dâu tằm trên 475 hectare, mía đường 10 hectare, cao su 253 hectare, tre tằm dông 81 hectare, tràm lấy gỗ 201 hectare và cây ăn trái là trên 356 hectare. Ngoài việc hỗ trợ kinh phí, bà con nông dân sẽ được ngành nông nghiệp huyện Đà Tẻ hướng dẫn và tập huấn kỹ thuật canh tác đối với một số cây trồng được chuyển đổi, nhất là trồng cây ăn trái tại địa phương. Từ nhiều năm qua, điều là loại nông sản chủ lực trong cơ cấu sản xuất của bà con nông dân ở các huyện như là Đạ Oai, Đà Tẻ, Cát Tiên, Đam Rông. Toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 28.500 hectare diện tích trồng điều. Hiện nay bên cạnh những hộ chuyển đổi sang cây trồng khác thì vẫn còn nông dân giữ vườn điều thâm canh. Diện tích kinh doanh điều hiện nay là gần 20.900 hectare, năng suất là 3 tạ 6 hectare, và sản lượng là gần 7.500 tấn. Để nâng cao thu nhập, bên cạnh việc tăng cường các giải pháp đầu tư thâm canh, bà con nông dân các địa phương trồng điều trong tỉnh còn chú trọng tái canh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thế mạnh ở mỗi địa phương. Hiện đã có gần 2.000 hectare điều được tái canh hoặc chuyển sang canh tác các loại nông sản có giá trị kinh tế cao khác. Trong đó, sầu riêng và dâu tằm là hai loại cây trồng được nông dân chuyển đổi nhiều hơn cả. Hiện nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn mùa khô. Để tạo điều kiện cho bà con nông dân chủ động nguồn nước tưới, các địa phương trong tỉnh và các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi tăng cường công tác quản lý, sớm hoàn thành các công trình đang đầu tư để tích nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Song song đó, ngành nông nghiệp còn tập trung đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện đề án hỗ trợ và phát triển hệ thống ao hồ nhỏ phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đến nay, một số dự án sửa chữa nâng cấp công trình thủy lợi ở các huyện Chi Linh, Đơn Dương đã hoàn thành, đang được tích nước để phục vụ tưới cho vụ đông xuân 2018-2019. Tỉnh Lâm Đồng hiện có 430 công trình thủy lợi, trong đó có 216 hồ chứa, 4 liên hồ chứa, 19 trạm bơm, số còn lại là các đập dân, đập tạm, kênh tiêu. Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên đang trong mùa khô, còn miền Tây đang vào cuối mùa nước nổi. Đây là thời điểm cá tôm di chuyển xuống các nhánh sông, người dân theo con nước tìm thêm vài mẻ cá để mà kịp buổi chợ, với mong muốn là có thêm ít thu nhập vào cuối mùa nước nổi. Vâng, bây giờ thì xin mời quý khán giả và bà con cùng đến với không khí của mùa nước nổi gần như là cuối vụ ở miền Tây với những hình ảnh đẹp cuối cùng về con nước năm nay. Trên các nhánh sông Tiền, sông Sở Thượng đi qua xã Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự,
Những ngày này, hàng chục phương tiện xuồng ghe bắt cá hoạt động nhộn nhịp. Cách khai thác chủ yếu của bà con là thả lưới. Mỗi gia đình chuẩn bị dài tay lưới dài khoảng 100m, rộng 4-5m. Đầu lưới kết nối với các phao. Các ngư dân thả lưới cho trên sông được vài trăm mét, kéo lưới lên và thu hoạch cá. Cứ như vậy, từng tay lưới của bà con được thả xuống và kéo lên liên tục từ sáng sớm đến chiều tối. Mỗi phương tiện hoạt động thu hoạch từ vài chục ký cá. Có những phương tiện phải mang lưới về nhà để gỡ cá. Từ lâu, mùa cá ra sông được xem như mùa ăn nên làm ra của người dân miền Tây sông nước. Có thể nói, với người dân đánh bắt thủy sản dùng đầu nguồn, năm nay là mùa lũ đẹp với những chuyến đánh bắt thuận lợi đầy ắp cá. Nông dân dùng hạ lưu sông Cửu Long cũng đón nước nổi nhưng cá tôm về không nhiều bằng ở thượng nguồn nên bà con linh hoạt hơn, vừa đánh bắt tự nhiên vừa kết hợp nuôi cá trong vèo, trong ruộng hay là trong ao. Đây chính là một cách chuyển đổi rất là biết cách làm ăn của nông dân trong những năm gần đây. Điển hình là mô hình nuôi cá lóc thương phẩm trồng dèo lưới kết hợp với nuôi ếch của nhiều hộ dân trên địa bàn thị xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần ổn định đời sống cho người dân. Bây giờ mời bà con và khán giả cùng tìm hiểu mô hình này. Cá lóc gọi là cá ăn tạp, dễ nuôi, ít bệnh tật. Bên cạnh đó, cá này có thịt thơm ngon nên được thị trường và người dân ưa chuộng. Với mô hình này, mỗi ao diện tích khoảng 30m2, thả gần 1.000 con. Theo chị Lê Ngọc Điệp, thức ăn chủ yếu của cá lóc là cá tạp và bột sẵn có ở địa phương như cá sặc, cá rô. Mỗi năm gia đình chị xuất bán 2 vụ, mỗi vụ bán ra thị trường gần 2 tấn cá. Cá nuôi trong vòng 5-6 tháng là có thể xuất bán thịt với trọng lượng khoảng 800 g đến 1,5 kg. Với giá ngoài thị trường dao động từ 40 đến 45 ngàn đồng một ký. Sau khi trừ đi chi phí giống, thức ăn, gia đình thu về gần 70 triệu đồng một năm. Hai dèo thấy có hiệu quả rồi, cái tôi nuôi thêm 3 dèo nữa, là 5 dèo thêm dèo ếch nữa. 6 dèo thấy có hiệu quả rồi, thôi để ráng làm cho cỡ 6 tháng mới có thu hoạch được. Bên cạnh việc nuôi cá lóc, các hộ gia đình còn nuôi kèm với ếch để tận dụng nguồn thức ăn sẵn có và tăng thêm thu nhập. Hiện toàn xã Châu Hưng và xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị có khoảng 15 hộ chăn nuôi cá lóc thương phẩm trồng dèo lưới. Nhờ biết nắm bắt thị trường, cách chuyển đổi mô hình làm ăn và sáng kiến kinh nghiệm trong chăn nuôi mà nhiều hộ dân ở vùng nông thôn có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Tỉnh Lâm Đồng là vùng sản xuất cà chua lớn nhất cả nước. Đây là cây trồng chủ lực của rất nhiều bà con nông dân. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất cà chua, nhà nông thường phải đối mặt với nhiều loại dịch bệnh. Ở trong đó thì bệnh mốc xương hay còn gọi là bệnh xương mai hay nấm bả trầu và bệnh xâm kim đang gây hại cho loại cây trồng này. Các loại dịch bệnh này đã gây mất mùa, làm tăng chi phí và cản trở việc sản xuất của nhiều nhà vườn. Tiểu mục Nông nghiệp trên đường phát triển hôm nay, chúng tôi có ghi nhận cách xử lý bệnh xương mai trên cây họ cà. Thực tế, cà chua là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao nên giải quyết nỗi lo dịch bệnh sẽ giúp cho nhà vườn tại Lâm Đồng an tâm sản xuất. Bà con nhà vườn chú ý cách phòng bệnh trên cây họ cà qua chia sẻ của những người có kinh nghiệm và kỹ sư chuyên về cây trồng này. Đầu tiên, xác định triệu chứng bệnh. Bệnh làm lá thâm tái và teo tóp lại. Trong điều kiện ẩm ướt, nơi giúp bệnh mới được phủ nhẹ một lớp nấm trắng mỏng, đặc biệt là mặt dưới lá. Giúp bệnh rất dễ lan rộng và làm toàn bộ lá bị khô cháy. Bệnh làm cho trái bị xanh xám, làm trái sượng không chín được, trong khi bệnh nặng thì trái bị thối. Bệnh cũng làm thân cành bị thối thâm đen. Cái bệnh là giống như là nấm xương mai, rồi là châm kim và những cái bệnh là tháng thư về cái mùa này. Xương mai thì ở trong, tính ra ở trong nhà lưới á, mà là làm cà này này thì nó bị bả trầu, cái bệnh bả trầu đó bị nấm luộc đó, là nó bị nhiều hơn là ở ngoài. Đợt nào mà nó bị trở trời mà nắng mà qua mưa hay là mưa qua nắng đó là nó bị. Sương mai và nấm xâm kim thường xuất hiện khi thời tiết thay đổi, đồng thời nếu như trước đó vườn không được vệ sinh tàn dư cây vụ trước hoặc được trồng gần vườn cà chua, khoai tây hay một số cây trồng cạn khác như là dưa, ớt, gieo trồng bằng giống nhiễm, trồng với mật độ dày, bón phân không cân đối và bị dư đạm, thiếu vi lượng, vườn cây chậm rạp. Với những triệu chứng nguyên nhân dẫn đến bệnh sương mai trên cây cà chua như vừa nêu, thì nhà vườn lo lắng vì đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất và chất lượng trái. Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi trực tiếp với kỹ sư nông nghiệp để xử lý bệnh.
Trong thời điểm giao mùa thì các loại bệnh trên cây họ cà như là sương mai hay là châm kim phát triển mạnh mẽ hơn, gây hại rất nhiều cho bà con nông dân, đặc biệt là bà con nông dân trồng cà chua. Vậy làm thế nào để giúp bà con nông dân có thể quản lý tốt được tình trạng này? Mời bà con và các bạn cùng gặp gỡ với kỹ sư Cao Văn Long Thành. Vâng, xin chào kỹ sư ạ. Hiện nay thì đang trong thời điểm giao mùa giữa mùa mưa và mùa nắng. Do vậy là tình trạng sương mai cũng như là châm kim trên cây cà chua phát triển khá là nhiều, khiến bà con nông dân gặp nhiều khó khăn trong việc phòng trừ. Kỹ sư có thể cho biết một số những cái kinh nghiệm cơ bản để chúng ta có thể phòng trị được tình trạng này trên cây cà chua không ạ? Cảm ơn chị Văn. Thưa bà con, trong những cái giai đoạn cây đang phát triển mà gặp những cái thời tiết nó bất lợi như là trời mưa dầm hay là thay đổi giữa nắng hoặc mưa giao mùa, thì tốc độ phát triển của bệnh bà trọc. Để phòng trừ hiệu quả hai loại bệnh này thì hôm nay tôi sẽ đưa ra một số cái biện pháp để bà con là ứng dụng trên cây cà chua. Đầu tiên, đối với trong vườn cà chua, bà con phải cần cắt tỉa cành thông thoáng để tạo ra môi trường trên vườn là thông thoáng, làm cho cây nấm bệnh nó không có phát triển và không có lây lan nhanh. Về là biện pháp về thuốc thì hôm nay tôi khuyến cáo bà con là sử dụng hai sản phẩm của Syngenta, đó là Revus Opti và Optiva. Những cái dòng thuốc này thì chúng ta sử dụng vào những cái giai đoạn nào của cây cà chua? Đối với hai dòng thuốc này thì đối với Revus Opti thì tôi khuyến cáo bà con nên sử dụng từ dây 1 đến dây 2 như giai đoạn cây con, là nó rất là hiệu quả. Và khi vào giai đoạn ra hoa đầu trái hay là trong quá trình thu hoạch thì bệnh sâm kim bắt đầu nó phát triển nhiều, thì bà con sử dụng sản phẩm Optiva. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của kỹ sư Cao Văn Long Thành. Thưa bà con và quý khán giả, tạm chia tay với những cơn mưa dai dẳng gây nỗi lo dịch bệnh trên cây trồng đối với bà con ở Tây Nguyên. Hiện nay mùa nắng nóng, hanh khô lại về trên miền đất Gia Lai. Trong ánh nắng rực rỡ, những nhánh muồng nở rộ đang thắp lên màu vàng êm dịu qua giao sắc trời trong xanh. Mùa hoa muồng bung nở cũng chính là lúc khởi đầu cho những mùa hoa dại đẹp ngây ngất ở Tây Nguyên. Vâng, và để cảm nhận được vẻ đẹp của loài hoa dân dã này, mời quý khán giả và bà con cùng đến thăm khu nông trường chè tại thôn Tây Hồ, xã Bầu Cạn, huyện Chư Prông, một trong những địa điểm ngắm hoa muồng vàng đẹp nhất tại Gia Lai. Những ngày này, nông dân trường chè Bầu Cạn trở nên đẹp và lãng mạn hơn bao giờ hết. Sáng tinh mơ, khi những ánh nắng ban mai lấp ló qua khe lá, soi rọi lên những đóa hoa muồng rực vàng, cũng là lúc một ngày mới đến rực rỡ sắc màu. Những hàng muồng dài tích tắp về phía chân trời, những cánh hoa lãng đãng rơi trải đầy con đường đất đỏ, tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ, lãng mạn. Dọc dài đất nước, không phải vùng quê nào cũng có muồng vàng, thế nhưng hoa muồng nơi đây lại rất đổi quen thuộc đối với người dân, bởi cây được trồng để che nắng, chắn gió cho những đồi chè, vườn cà phê. Có người ví von loại hoa này chính là tinh túy của thôn quê Tây Hồ. Em thấy không khí đây thì rất là trong lành, có đồi chè thì thơm và hoa thì rất là đẹp, và em cảm thấy muốn quay lại chỗ đây một lần nữa. Ở Gia Lai, mùa hoa muồng thường kéo dài trong khoảng 2 tháng, từ tháng 10 đến tháng 11. Hoa thường nở thành chùm lớn, phủ một màu vàng ống mượt. Những chùm hoa muồng như những chiếc đèn lồng đẹp mắt giữa trời, làm siêu lòng bất cứ ai được ngắm nhìn. Trong lòng em cảm thấy rất là vui, bởi vì tới đây thì cảnh rất là đẹp, không khí thì trong lành. Bạn em có được một cái sân chơi rất là thoải mái và lành mạnh sau giờ học tập và làm việc mệt mỏi. Và em mong là Gia Lai mình sẽ có nhiều địa điểm như thế này hơn nữa để chúng em có một sân chơi sau giải trí. Những ngày Tây Nguyên nắng vàng dường như lại càng làm cho màu hoa muồng rực rỡ hơn. Chính sắc vàng ấy đã tạo nên nét chấm phá đặc trưng riêng cho Gia Lai, và cũng chính mảnh đất Ba Gian ấy đã là đất lành cho những loài hoa rực rỡ như muồng vàng nương mình khoe sắc. Hoa muồng đã trở thành một đặc sản mỗi khi thu về và luôn sẵn sàng chào đón những trái tim rực cháy cùng tâm hồn thơ mộng của bất cứ ai muốn tìm về với thiên nhiên. Vẻ đẹp của hoa muồng vàng ống, một trong những loài hoa dại đẹp trực cháy trên nền trời xanh ở đất đồi Tây Nguyên, đã thay lời chào tạm biệt của 365 ngày chuyển động hôm nay. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai cũng vào khung giờ này.